Xin chào anh em, mình giới thiệu nha một cái bộ để chọn cổ. Cái này mình cho phái nữ thôi. Cái này nó có một cái thùng như thế này, nó khá là đẹp. Đây mình sẽ mở cho anh em xem nha. Đây là một con tròn, nó tròn cổ người ta đã xử lý rồi, nó rất là đẹp. Cái này nó lựa một cái loại mà có cái bông mình ở bên trong, là nó sẽ bên trong nó là sẽ cái màu này, bên ngoài cái màu giống màu bạc vậy, ra nó rất là đẹp, rất là tự nhiên, cái màu rất là đẹp. Anh em dặm màu kỹ, cực kỳ đẹp. Cái này nếu mà người lạ lạ cầm có thể là sợ, có thể là giật mình á, trẻ em có thể mình nhát một cái một là nó sợ lắm, sợ luôn. Ở đây là cái là cài cái bằng cái nút áo, người ta đã xử lý rồi, xử lý khô hết rồi, xử lý khô hết. Ở đây là mình để mình cài lên trên cái áo này, cho cái đầu nó dính dính lên như thế này nè, cho nó đẹp nè. Ngoài ra đây nó có cái nút cài khi mà mình chọn cổ á, phía sau này có cặp chân, cái móng của nó nè. Khi mình chọn cổ mình sẽ gài như thế này, ở đây nó có cái nằm chậm hết, nó dính lại như thế này, tròn còn cổ mình không xài mình thấy ra. Cái con này tổng chiều dài của nó chắc là khoảng tầm hơn một mét, khoảng mét mốt, mét mốt mét hai gì đó, rất là dài. Để cho anh em xem lần nữa, kỳ dài, cái đùi không rất là đẹp. Rồi anh em nào cần thì liên hệ mình. Rồi, xin chào anh em.